Chào anh em quay trở lại phòng thảo phích sinh. Thì hôm nay em lại quay trở lại con sông, cái này gọi sông gì quên xứ nhỉ. Đây này chắc là sông Bạch Đằng, nhưng mà đây là cái cầu sông Chanh anh em ạ. Nhiều bác hỏi cái cầu gì đây, cầu sông Chanh ở bên Quảng Yên anh em nhé. Em bữa phim đây giờ ta đánh các bác này. Làm gì đồ đảo vẫn còn treo. Đó. Nên điểm này thì nó đẹp lắm, trước em ra đánh thì nó hay được hàng mà. Đặc biệt là cái vị trí này thì anh em cần phải ra xem con nước các bạn, bởi vì nước đây nó nước thủy triều, nước lên nước xuống hình ra là mình mà ra nó lệch cái nào hôm ra là nó cạn nhăn luôn các bạn, không có nước mà đánh ấy. Đấy. Đây, đấy, cái bụi huyền thoại của em ở kia này nó người ta cắm cái biển cảnh báo nước sâu quá các bạn, này nước lên. Đó, ở trong kia là chỗ em hay nướng gà, bây giờ đi vào trong đấy một chút anh em nhé. Anh em nhìn khung cảnh có đẹp không? Mặt trời này nên nó rất là chói chang các bác này. Chói chang tít mù luôn. Ngồi đây bây giờ phải cắm ô á. Ngồi đây giờ phải cắm ô mới ngồi được. Không ô là không thể ngồi được cái chỗ này luôn nữa. Điểm đẹp thật. Thôi bây giờ ta xe gỡ đồ xuống anh em nhé. Được cái là bây giờ em để xe ở trong đây nó dâm, nhìn đỡ xót xa. Xe này phơi nắng này xót lắm anh em ạ. Cái này nó móc đâu vậy? Em pha mồi các bạn ạ. Mồi sáng này em đi mà cho nhiều nước quá nó hơi nhão, để cho nó kịp tan cắm viên rồi bóp thêm thi cắm gà vào đấy. Chua thơm đấy em này. Hạt sáng em đem đi em bóp vội giờ nó cũng còn chưa tan hết, kể ngâm sướng rồi à, cũng mềm hết rồi anh em ạ, trông thấy mềm hết rồi. Đổ thêm thi cắm gà vào nữa là ok. Khi đi thường thường em sẽ mang thêm cả cắm gà dự phòng, chẳng may đến nơi mồi nó có nhão hay là nó có khô ấy mình còn xử lý được. Chẳng may cái lúc mồi nó khô quá thì mình lại cho thêm nước vào, nên cho quá tay cái nó nhão ấy nó hỏng ngay. Chứ không phải là cứ mồi nó nhão thì là không lo em nhé. Mồi nhão cũng rất là lo đấy, bởi vì nhiều lúc mình đi mình xử lý nó quá tay ấy, cho quá nước cái mà không có cái cắm gà kế bên cái nó hỏng ngay. Bóp vào cho nó ngấm đều thôi. Gà đánh sáu là ok. Thì con nước hôm nay nó lên cũng rất là to anh em ạ. À. Nước ở đây bây giờ nó cũng đang rất là cả đấy. Thì là đánh hôm nay em sẽ thấy rất là sẽ độ ok. Bình thường thì mọi hôm em đánh thì nhiều con nước nó chỉ lên tầm khoảng chắc bằng một nửa tầm này anh em ạ. À. Nay nó cũng lên tương đối là cả.
Wow. Ủa, cái này to. Sao sao lắm. Lên. Rồi cứ lên lên. Đạp đạp. Đèn đèn đèn. Ui bông rồi. Về phết, đóng hàng phê. Đóng hàng nó mới phê. Hơi lại ổ nhỉ. Đấy, ok. Đóng hàng nó phê các bác ạ. Mút, mút, mút. Cắn nhúng rồi, con này to này. Được, con này còn tạm tạm. Bự đấy. Chà 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 chà. Con này bự luôn đấy. Chẳng thì to à, em nhìn chưa. Con này ngon. Ngon luôn. À, dậy 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 dậy. Con dậy này. Wow. Ok. Còn được đấy. Đặc sản của Bảy Màu. Cần bắt nhéo. Cắn bát nháo. Ủa, con này to. Dã man. Được, được, được. Đồ phí bự. Rô 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 dìu đen xì ấy. Ngon luôn đấy. Mỏng đét xinh đét. Được, được, được. Rồi, con nhìn con này đẹp chưa. Xanh nè. Mỏng đét xinh đét luôn. Rồi, dậy khỏe thật. Úi, úi, úi. Úi, tao rồi, tao rồi. Dậy ra rồi anh em ạ. Hàng đẹp đấy. Đừng, đừng, đừng. Con này to luôn anh em nhìn nhá. Ấy ơi. Con này dễ mà móc con lưỡi à. Đấy, lưỡi, lưỡi bỏ rồi. Rồi cho nó vào túi cho bác ơi. Quá đẹp thôi. Vào luôn túi. À, to đấy. Được. Đông cỏ hàng to giật nó phê tay các bạn. Một cục mồi con cá đẹp. Phải kìm, phải kìm. Lại ổ. Ok đấy. Một tay. Dập dập mút anh em. Bầm đấy. Mày mà có thế trượt. Cứng là trượt.
đầy rồi. Đấy, con này cũng được, con nó lại rô xịn, rô xịn. Hàng lâu chưa thấy toàn rô. Một rô đẹp đấy. Ngay một phát luôn hàng xịn. Này, đẹp chưa các bác này, thịt trắng kia tống tụt cả mắt vào. phê phể luôn anh em ạ, tống tụt cả người, tụt cả mắt. Tống ngay. U là tống giữa người. Còn ăn được đấy. Mỏng đét. Wow, này mỏng đét các bạn này. Tống mặt giữa người. Không lại lên đây mới dậy. Dậy thì mày thoát làm sao được. Rồi ok. Có lưỡi này anh em nhé. Ui. Vào đây. Hàng đẹp đấy. Vào đây. Ok. Tống ngay. Giữa bụng nó còn vần đúng không? Còn nằm mút xuống anh em ạ. Vẫn được. Không thẳng mồm. Rồi. Rồ đẹp luôn. Đún xuống này. Khô mồm mày ngay. Toàn rồ. Mút đây. Cho anh nó dập không ạ?
lịch ngay. Ôi xà, đẹp luôn. Đục phì đẹp luôn anh em ạ. Này, anh em nhìn người trắng tinh luôn ạ. Đục phì đẹp đấy. Người trắng tinh. Trắng như ngọc trinh. Mút 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 anh em ạ. Đấy, gọi nhìn nó tụt. Đấy, xả lên luôn. Dù đạp nha. Này, các bạn nhìn này, dù đạp luôn. Xuống cái nào nick. Xuống cái nào nick luôn. Dễ làm gì. Vào đây. Ok đấy. Cầu hát rổ hay phết đi. Làm mấy cá rô này. Thái gọi hợp lý. Rô thái gọi quá hợp lý. Hơi lạch. Chọn sạc xuống này. Chưa, à, còn này được. Con này to, con này to. Chị xa. Con này bự luôn anh em. Dãy, dãy à. Đừng. Màu này dãy. To đấy. Rơi.
đóng quà thôi, con này được bự bự hàng cũ hàng cũ anh em ơi, hàng cũ hàng cũ. Nào con này bự cho anh em này, bự luôn, các bạn nhìn này, phê chưa, thịt trắng luôn, thịt trắng to đó, cá to cắn ngay cả cái kho bọn đấy hiệu mất nhỉ. Wow, vào đây chuẩn mang giật quả đã fit nào, quả ra to đóng phê mê hồn rồi. Cá to cắn cảm giác nó khá bọt hẳn các bạn ạ. Đồ đồ về anh em ạ, nay được con đen thì nó bồng mất, hơi tiếc. Cửa hay con đen đấy, ngon quá, con đen nó dùng nó cũng bé. Nó còn gì đốt nối thế mần. Đó mà, thành quả này độc rô phi, nhiều rô phi phết anh em ạ. Con này đấy, toàn rô phi. Xòa. Cho anh em xem nho nhóc toàn rô phi được con này. Đúng mới còn to nhất. Ấy xa, nhưng mà được chung một đánh này quá đã màn này. Đẹp luôn đấy. Toàn hàng xịn. Ê, chạy một con ra ngoài. Ờ, ok. Về rồi các bạn. Con này nhảy ra ngoài các bạn. Nói chung cái câu này được hàng này là quá đã này. Đây con này to nhất. Phê anh em ơi, con này to nhất. Tuyệt vời, phải không?